2, 3, 4. Bài hát bật ra từ con phố nghèo. Bài hát mỗi người đặt một tên. Bài hát vang nơi tai ai từng đi qua. Phải nôn liêu phiêu nơi vết buồn vương bám gót giày. Hãy để tôi kể bạn nghe chuyện của tôi. Quen cười tươi và suy vô tư trên đôi tay. Không ngồi lo mai đây lo sống quá ngày. Tôi là tôi vậy thôi, tôi quen nơi này. Tôi chầm chân chạy trốn giữa bao táp kéo về. Có một điều mà tôi đã từng mơ. Viết lời ca cho đời sau ấy cơn mơ. Sùa vác mai lê chậm chạp mặc kệ đời gấp gáp. Lựa sức mình tránh bon chen đám đông rùa đỡ bị dẫm đạp. Tôi không quen nhịp sống nay. Có lẽ kệ tôi ở đây. Tôi cứ lòng vòng suy tư nhỏ nhặt hiền lành không kiếm chuyện gây. Làm bạn đời sống khốn khó. Âu lo tội gì trốn nó. Cứ đến rồi đi như người khách lạ kệ họ việc mình lo. Bài hát đến tai ai tắt đi hay hứng bật lại. Tôi đâu có nghĩ can gì đến tôi làm nhạc chủ yếu nuôi sống ngày là lòng dài. Giữa nhịp sống cấp ca. Tôi chầm chân chạy trốn giữa bao táp kéo về. Có một điều mà tôi đã từng mơ. Viết lời ca cho đời sau ấy cất mơ tôi nên sống từng giờ. Mỗi người đặt một tên. Bài hát nhét ba lô theo ai chặng đường xa. Chợt cần nhịp hát để quên xa xôi quên nỗi nhớ nhà. Ai đang lắng tai nghe câu chuyện của tôi. Nghe ca sớm có non lời ca đường cả mồ hôi. Không ngồi lo mai đây lo sớm qua này. Tôi là tôi vậy thôi tôi quen nơi này. Chầm chân chạy trốn giữa bao táp kéo về. Có một điều mà tôi đã từng mơ. Viết lời ca cho đời sau ấy cơn mơ tôi nuôi sống từng giờ. Tôi chầm chân chạy trốn giữa bao táp kéo về. Có một điều mà tôi đã từng mơ. Viết lời ca cho đời sau ấy cơn mơ tôi nuôi sống từng giờ. Bình lá chăm coi lên rồi nắng lượn thôi mưa nó này liêm leo nắng lượn đi coi đi nó chả ơi nó ơi hồi sáng này nó ngam cả đợt ngam cả đó coi giờ còn bảy năm leo nắng lượn. I was passing by a pawn shop over in the older part of town. Something caught my eye and I stopped and turned around. I went inside and there I spied in the middle of it all this beat up old guitar just hanging on the wall. What do you want for that piece of junk? I asked the old man. He just smiled and he took it down and he put it in my hand. And he said, you tell me what it's worth, son. You're the one that wants it. Then tune it up and play a song and let's just see what haunts it.